quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp tổng kết các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của 4 vùng: Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự cuộc họp. Tổng kết các nghị quyết số 21, 37, 39, 53 của Bộ Chính trị phát triển vùng nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như những mặt còn tồn tại trong thực hiện các mục tiêu phát triển, từ đó đề ra nhiệm vụ giải pháp đối với mỗi vùng định hướng đến năm 2020. Báo cáo tổng kết cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của các vùng đều cao hơn mức bình quân của cả nước, thu nhập bình quân đầu người cũng vượt mục tiêu của nghị quyết đề ra, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng, bảo đảm cả nhu cầu an ninh lương thực và xuất khẩu, các ngành công nghiệp phát triển mạnh theo tiềm năng lợi thế của từng vùng như khí điện đạm, chế biến lương thực thực phẩm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, khai thác và chế biến khoáng sản, phát triển thủy điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, công nghiệp cơ khí, ô tô thủy điện vừa và nhỏ ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, khai thác dầu khí, điện tử, hóa chất cao su, dược phẩm ở vùng Đông Nam Bộ. Từ các nghị quyết của Bộ Chính trị, các quy hoạch về xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển hệ thống đô thị nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của từng vùng đã được phê duyệt và triển khai theo từng giai đoạn, tạo nên những diện mạo mới cho từng vùng và từng địa phương. Các khu công nghiệp, khu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thu hút tổng vốn đăng ký là 95 tỷ đô la Mỹ, giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động. Các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, y tế, giáo dục, văn hóa, xóa đói giảm nghèo đều có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị cũng cho thấy còn tồn tại nhiều hạn chế trong phát triển vùng. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, các thế mạnh tiềm năng của vùng chưa được khai thác phát huy hết, cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu và tốc độ phát triển của kinh tế xã hội, không đủ nguồn lực để thực hiện kết cấu hạ tầng xây dựng, nhất là các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Một trong những nguyên nhân của những hạn chế này là chưa cân đối nguồn lực ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, cơ chế phối hợp liên kết giữa các vùng còn mang tính hình thức và tự phát. Phát biểu tổng kết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kết quả thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị đã khẳng định việc ban hành các nghị quyết là kịp thời và phù hợp. Căn cứ vào những nội dung được đề cập trong nghị quyết, đặc điểm tiềm năng và thế mạnh của mình, từng vùng đều đã đề ra các định hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng phù hợp. Hiện tại, nhiều mục tiêu nhiệm vụ nêu lên trong nghị quyết vẫn đang được tiếp tục triển khai và phù hợp với định hướng chung. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm những nội dung của chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, cũng như bổ sung việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội từng vùng gắn liền với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã nêu trong nghị quyết Đại hội 11. Đồng chí, tôi đề nghị thế này, trước khi đi vào đánh giá tổng kết hay là sau đánh giá tổng kết để sang cái phương hướng sắp tới thì nên có một phần nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm của cái vùng kinh tế xã hội này là cái gì. Vùng ở đây nó vị trí vai trò quan trọng như thế nào đối với khu vực và đối với cả nước. Nó có cái tính chất liên hoàn không gian với nhau, chứ đây không phải là về hành chính, không phải về địa bàn. Đương nhiên nó có cái địa bàn nó gần nhau, nhưng liên hoàn về mặt kinh tế, về không gian, gắn kết với nhau, bổ trợ cho nhau như thế nào. Thì ra nghị quyết hay là kết luận để phát huy cái tiềm năng lợi thế so sánh, khắc phục những mặt hạn chế khó khăn của cái vùng như thế nào, và phát huy thế mạnh của cả cái vùng ấy, và đồng thời lấy cái vùng ấy mà phát triển cho từng tỉnh, từng địa bàn, và xác định nội hàm của nó là lấy kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh, hay là kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh. Chứ không thể có kinh tế thuần túy được, không thể kinh tế tách riêng khỏi cái bảo vệ tổ quốc được. Theo báo cáo tổng kết nghị quyết của Bộ Chính trị thì định hướng đến năm 2020, các vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Trung du và miền núi phía Bắc tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả, hướng đến cơ cấu dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Quy hoạch các thế mạnh của vùng để phát triển các ngành công nghiệp chủ lực như vùng đồng bằng sông Cửu Long tập trung phát triển khí điện đạm, công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, thủy hải sản. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến gỗ, chè, cao su. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ gắn liền với kinh tế biển, các khu kinh tế, công nghệ cao, lọc dầu, chế tạo cơ khí. Vùng Đông Nam Bộ tập trung vào công nghiệp khai thác và chế biến dầu, khí, chế tạo máy, đóng tàu, sản xuất điện tử, dược phẩm. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển và ứng dụng công nghệ cao để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp, nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Trung du miền núi phía Bắc.
Bên cạnh đó, xác định huy động mọi nguồn lực đầu tư để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình dự án, tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng khung với hệ thống đường ven biển, đường cao tốc, các cảng biển, cảng hàng không, đường sắt nhằm kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và giữa vùng với cả nước.